khu phố đi bộ Ecolex này. Đấy. Nay đi bộ qua khu phố đi bộ Ecolex nhá. Anh em nào muốn trải nghiệm khu phố đi bộ Ecolex này trong thời gian tới, mời anh em trải nghiệm nhé. Và đây là khu hồ sen, cũng rất nhiều người tìm hiểu đấy. Hôm nay là chủ nhật 14 tháng 8 đi bộ dạo một vòng nhé. Đây là sẽ thời gian sắp tới đấy, khu phố đi bộ. Đấy, mọi người có thể thấy nha, khá là đông đúc đấy ạ. Để có một không gian khá rộng, công viên khá lớn, đủ chỗ sức chứa cho mọi người vào những ngày làm việc, sau những ngày giờ làm việc là căng thẳng. Đấy, úi giời ơi, đông quá này. Ây chà chà chà. Ây chà chà. Úi chào. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 buổi chiều chủ nhật. Úi chào ơi. Ây chà chà. Khu hồ sen này ạ. Hôm nay mà ngày đẹp trời nên là cũng khá là đông. Đấy. Wow. Anh em nào muốn tập thể dục đi bộ trong công viên này thì có thể mua nhà gần đây hoặc mua nhà trong khu để đi bộ hưởng hồ sen nhá. Sẽ đi hết cái khu hồ sen này để anh em xem lại vào một ngày chủ nhật. Đây là đường lớn, đường vành đai. Đây là các hồ sen rất đẹp. May mắn hôm nay là trời mát. Đây là một vòng ạ. Đi bộ nhá, mời anh em là đi bộ chứ không phải là đi xe hay là xe đạp hay là xe máy nhá. Mời anh em đi bộ dạo quanh khu nhá. Đi bộ nhá. Khá đông đúc ạ. Đây là xung quanh khu đây. Mình sẽ đi sâu nhá, đi sâu vào khu sân ga, khu hồ sen nhá. Đây là sen. Đấy, trời trời. Đấy, mọi người thấy chưa ạ? Đây, ai thích thưởng thức hồ sen thì xuống đây ạ. Ô, đây chú bé này vô địch đấy. Thấy chưa? Đấy. Úi chào. Ây chào chào. Đấy. Có người lại xuống dưới hái cái gì đây? Không biết là cái cây gì đây mà mọi người hái này. Đấy. Chà chà, có người quay luôn trên người cười tươi thế này. Đấy. Đây đá bóng bóng luôn mới gớm. Chà chà. Vậy anh em đi bộ hết vòng nhá. Anh em nào mà mỏi chân thì có thể dừng lại, nhưng mà anh em nào không mỏi chân thì đi tiếp nhá. Có khoảng 5-6 cây thôi.
Đấy, đây còn có chú chó mặt mặt bự này. Đấy. Khu vui chơi trúng thưởng như này. Chắc sắp tới sẽ có khu đấy. Nhìn view này có vẻ đẹp này. Đấy. Đấy. Cảm ơn những em xinh xắn này. Đấy, hồ sen đẹp. Chào. Anh em tập thể dục có thể đi dạo khu này nhá. Đấy. Khu thì một sáng đi khoảng 2 vòng thôi là đủ sở hội. Đây mình đang quay là đi bộ tập thể dục buổi chiều chủ nhật 14 tháng 8. Chào ơi. Vẫn còn rộng lắm ạ. Chưa xây dựng hết. Nên vẫn còn đủ không gian để cho mọi người vui chơi thưởng thức. Trước khi hoàn thành thì chắc là không còn. Có thể một gia đình, cặp tình nhân, cá nhân riêng lẻ. Đấy, úi giời, cặp này tươi chưa này, đấy, thấy chưa? Ô, trời ơi. Mình đi cũng được hơn một nửa phòng rồi. Bên kia là sân đá bóng tennis. Đấy. Giáp vòng chứ, gần giáp vòng. Gần giáp một nửa vòng. Đấy, bên đây là live stream luôn này. Ôi trời, xinh chứ. Ôi chào. Quay lại xem nó đang quay cái gì. Đấy, đang live stream luôn. Đấy chưa? Mọi người thấy không? Đấy, úi là. Khu kia là khu thể thao. Đá bóng. Buổi chiều hôm trước mình ra quay đá bóng rồi. Hôm nay mình quay toàn khu này. Đấy, đây. Đấy. Khu đây thì gần như là vào khu dân cư rồi. Hết khu đất cũng như là khu hồ đây này có vẻ vắng hơn. Đấy, sắp tới mọi người sẽ có khu phố đi bộ. Không biết là dự kiến thì tháng 9 khai trương. Đấy. Anh em là thích đi bộ thì tới đây nhé, thưởng thức nhé. Vừa rèn luyện sức khỏe là vừa có thể thư giãn nhé. Mọi người đi một vòng tiếp tới khu trung tâm thì video xin ngừng lại nhé. Biết đâu trở thành YouTuber nổi tiếng để chết khổ. Ở đây hình như là cũng là một khu mới Glamour cái gì nhỉ, sắp xây ạ. Anh em nào đầu tư thì liên hệ môi giới cũng như Ecolex nhé. Đấy. Khu này thì quá đẹp rồi. Rất gần khu trung tâm luôn. Liên hệ Ecolex cũng như là môi giới để biết thêm thông tin nhé. Ở đây chú chó gì đấy. Ồ, đặc biệt quá này. Đấy. Khu này đây nhá, anh em nào đầu tư thì liên hệ sát bên khu biệt thự Thung Lũng Giấc Mơ 2 là gọi là gì nhỉ, Luxury Valley of the Dream 2. Đấy.
đây nhá. À, khu này. Còn anh em nào thích mua vali và rim cũng liên hệ Ecolex cũng như là anh em môi giới để vào đây ở nhé. Đây. Đây là khu vườn Thiên Đàn 1 cũ ạ. Là chúng ta sẽ đi gần giáp một vòng rồi đấy. Đấy, nó sẽ quay ngược lại phía trên. Đặc biệt Ecolex thì đánh giá rất cao là khu rất rất nhiều cây xanh. Đạt chuẩn. Đấy. Không khí thì thoáng mát vì ở rất gần khu công nghiệp mà để có lượng cây xanh nhiều như thế này rất là hiếm ạ. Một chiều anh em có thể đi trong khu cũng có công viên nhỏ hoặc là đi nguyên khu để thưởng thức công viên rộng hơn, to hơn, đi dài hơn, xa hơn, ngắm được nhiều cảnh hơn, người hơn. Và có thể khoảng 3-5 năm nữa thì anh em cũng không còn trải nghiệm này đâu ạ. Vì 3-5 năm nữa thì chắc là nhà cũng mọc lên gần hết khu này. Thì anh em cũng không còn cơ hội để nhìn ngắm cái vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ như hiện tại. Chúng ta sắp tới cái khu thể thao mà hôm rồi vừa quay xong cho các anh em xem. Hôm nay thì chắc là có giải gì nên cũng khá là đông. Không phải có nít nữa mà người lớn nhá. Đấy. Chưa chuyên nghiệp lắm nhưng mà là sợ chuyên nghiệp là thành YouTuber nổi tiếng nữa khổ lắm. Nên là quay tự nhiên thôi ạ. Không cần quá chuyên nghiệp nhé. Còn ai cần chuyên nghiệp quá thì có thể đầu tư cho mình để mình chuyên nghiệp hơn nhé. Cảm ơn trước. Với tốc độ đi cái này khoảng 5 đến 6 km một giờ và tốc độ quay rất là nhẹ nhàng, em có thể thưởng thức hết khu Ecolex này chưa ạ? Và anh em có thể xem một trận đá bóng miễn phí đấy, live stream và miễn phí nhá. Và trận cầu này chỉ là duy nhất vì chỉ có mỗi hôm nay thôi, trận cầu nó mới diễn ra vì ngày mai là không còn. Đấy. Nên nó là duy nhất. Mỗi khoảnh khắc chúng ta hiện tại là duy nhất. Nên các bạn phải tận hưởng trọn vẹn giây phút hiện tại. Còn các bạn mà tận hưởng ở giây phút khác thì không biết nhé. Nhưng giây phút hiện tại nó là duy nhất. Đây, đấy, trận bóng đông chưa ạ? Đây. Quay cho quý vị xem. Đấy, trận cầu trực tiếp nhé. Và chỉ duy nhất hôm nay nó là trực tiếp vì ngày mai nó không còn là trực tiếp nữa. Đấy, đông ạ. Không biết là giải gì. Đấy. Đây là cần có một nhóm cầu thủ khác đang chuẩn bị tiếp tục này. Đấy, vậy là chúng ta đã đi gần một giáp một vòng. Vòng lớn đấy nhá. Là hết khu này. Và sắp tới nếu mà nó hình thành thì chắc chắn chúng ta không còn nhìn thấy những cảnh tượng này nữa. Vậy là những cảnh tượng này sẽ là duy nhất tại thời điểm hiện tại nhé. Đấy, đây sân thể thao này Ecolex. Đấy, hôm nay rất là đông người. Gần giáp một vòng ạ. Đi bộ nha các quý vị nha. Đây là cái sân tennis. Đấy. Đấy. Các bạn thưởng thức nha, thưởng thức tennis nha. Cũng gần hết một giáp một vòng.
siêu thị Ecomart. Đấy. Siêu thị đầu tiên của Ecolex, siêu thị mini đầu tiên của Ecolex. Đương nhiên là ở ngoài khu. Trong khu thì có một siêu thị khác nhưng mà đóng cửa rồi. Ecolex. Đây quán cà phê Aristi. Đấy, cô em đi ra rất là đẹp, xinh. Đấy. Gần như một trọn một khu nha quý vị nhá. Tuy nhiên là có một điểm nhấn ở đây khi mà vào khu. Đấy, các bạn có tải được quen này, Hân Dương. Ui, xe xịt đẹp quá này. Đấy. Đấy, trong khu nhá. À đây, điểm nhấn ở đây ạ. Điểm nhấn trước khi mà vào khu này đó là siêu thị. Siêu thị Go. Chả biết Go đến khi nào nên là hiện tại vẫn chưa khởi công. Nhưng mà nếu mà Go hình thành thì chắc chắn là có một sự khác biệt rất là lớn. Đây, đây siêu thị Go, chắc là mình cũng phải đi một tour siêu thị Go cho mọi người biết. Cho mọi người đây nè, đây là khu vườn thanh đàng cũ nha. Khu vườn thanh đàng này phát triển rất là mạnh sau khi con đường này được mở ra. Vì sao? Vì nó sẽ thông thẳng ra quốc lộ và mọi người có thể vào một cách nhanh chóng. Thay vì đi một đoạn đường rất rất là xa và dài. Và đặc biệt hơn, tại thời điểm hiện tại là siêu thị Go có thể về. Mặc dù hiện tại đang là dự án chưa chính thức, nhưng đã vào gọi là tường bao hết rồi nhá. Hy vọng là siêu thị sẽ sớm khởi công trong vòng 1 đến 2 năm nữa. Cũng như là thành phố Bến Cát sẽ trở thành thành phố chính thức khi mà siêu thị này đi vào hoạt động. Nên anh em đầu tư mà ngắn hạn thì mình cũng không dám nói. Nhưng mà nếu anh em đầu tư mà rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa, gọi là đón đầu 2 đến 3 năm thì có thể đầu tư tại thời điểm hiện tại nhé. Mặc dù là có thể suy thoái kinh tế hay cái gì mình cũng không biết chắc. Nhưng với thời điểm hiện tại và với mức giá hiện tại, có khả năng đầu tư trong vòng 2-3 năm nữa để chờ một vài tin tốt lành. Như là thành phố Bến Cát, như là siêu thị Go. Và đối diện siêu thị Go ở bên kia đường, chúng ta sẽ đi hết một vòng siêu thị Go nhé. Bên kia đường là Đại học Việt Đức, có khả năng là tháng 9 năm nay sẽ vào bắt đầu vào hoạt động. Đại học Quốc tế Việt Đức giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức. Đây là con đường mới vào. Mình sẽ đi hết một phòng luôn ạ. Và như vậy là chúng ta đi bộ, nhé. Đi bộ hết một phòng, không phải đi xe máy hay là xe đạp hay là thậm chí là ô tô để quay nhé. Chúng ta sẽ đi bộ. Và mọi người ủng hộ cameraman một like cho tinh thần nó hưng phấn lên. Đây là Mary Coffee nhé, quảng cáo luôn cho Mary Coffee Gen Beauty Spa nhé. Anh em nào làm spa không biết nam nữ đây. Đấy, có thể đến nhé, thưởng thức nhé. Đấy, Mary Coffee đây nhé. Ở đây có luôn nữa bánh gì đậu xanh đặc biệt thơm ngon này. Này, bánh hồng bánh gì này. Đấy. Ở đây siêu thị Go. Quay hết siêu thị Go luôn nhá anh em nhá. Và đối diện bên kia thì là một những tòa nhà khá lớn, mình không hiểu là xây dựng để làm gì nhưng mà khá lớn. Tới tại thời điểm hiện tại đối với Bến Cát ở khu 5 đến 6 tầng mà xây chi chít. Đấy, rất là to. Một căn rơi vào khoảng 10 đến 10 mấy tỷ ạ. Không biết là làm gì. Đấy. Ở đây là cổng vào của bến của Ecolex nhá, khu vườn thanh đàng 1. Rất tiện, đây là quốc lộ 13. Và đối diện bên kia đường đó là cái khu của ITC hay là Ngũ Tượng Hải Hoàn bên đấy ạ. Cho nên nhân mình chỉ quay ở khu bên này thôi, nên không qua bên kia nhá. Và đây là một giáp vòng của siêu thị Go. Cũng như là đây một bảng quảng cáo là gì, Valley of the Dream 2.
thung lũng ước mơ xác lập cuộc sống thượng lưu. Đấy. Thì theo như quảng cáo thì anh em nào thích cuộc sống thượng lưu thì vào đây mua một vài căn nhé. Đấy, còn kia là cổng chính của Ban Cò. Và đối diện khu này ngay ngã tư, đèn xanh đèn đỏ đây ạ. À, bên kia đường, đó là Đại học Quốc tế Việt Đức ạ. À, à, đây có một biển quảng cáo cũng kinh khủng nữa. Đại siêu thị luôn nhá. Đấy. Mình không biết nó to cái nào nhưng mà ở đây gọi là đại siêu thị nhá. Đấy. Đấy, đây là đại siêu thị Go nhá. Ai mà có liên lạc gì với BKMX hay gì số điện thoại ở trên nhá. Liên lạc trực tiếp nhá. À, hoặc là siêu thị Go này. Đấy. Mua bán hàng quảng cáo hay cái gì đấy nhá. Đấy, đây là ba con cò. Đấy. Nhiều người gọi 6 con cò là vì 2 cộng 2 bên, mỗi bên 3 con, 3 cộng 3 bằng 6 ạ. Đấy. Ở bên kia Đại học Việt Đức nhá. Đấy, bên đấy là Đại học Việt Đức. Và sẽ đi hết vòng mà cũng chắc là điện thoại cũng gần hết pin nên là chắc cũng vừa hết vòng là có thể sẽ kết thúc. Anh đấy đẹp vô hơi bị lớn ạ. Đây Đại học Quốc tế Việt Đức ạ. Ai quan tâm thì đến đây Đại học Quốc tế Việt Đức nha. Đấy, đây là ngã tư để vào. Và nguyên khu này là khu siêu thị Go, đại siêu thị Go. Đấy, mình sẽ đi tới cái khu phố đi bộ và mình sẽ kết thúc video. Anh em nào mà tán thưởng là tặng cho một like vui sướng tột cùng nhé. Cảm ơn nhé, cảm ơn trước. Tại vì hôm nay là cũng là buổi đi bộ dọc khu tập thể dục nên mới quay được anh em bằng toàn cảnh đi bộ. Nhiều khi là đi xe máy hay là đi xe ô tô hay là đi xe đạp thì lại quay nó khác đi, đi bộ nó mới chân thật. Nó đi bằng chân thật và chân nó cũng thật luôn. Ba con cò nha quý vị nha. Bên kia ba con nữa là 6 nha. Bên kia Đại học Việt Đức nha. Đấy. Và bên kia nữa là Dioxit nha. Đây đại siêu thị này. Nhưng mà chưa xây thôi. Đấy, xây rồi thì các anh em không còn nhìn thấy cảnh này đâu nhá. Anh em nhớ lưu ý. Hiện tại anh em còn thời gian để nhìn ngắm. Thời gian nữa trong khoảng 2-3 năm nữa là không còn nhỉ. Đấy. Đấy. Điểm tư vấn thì nhà phố này không biết được công ty nào này. Đấy, quảng cáo cho công ty này luôn nhá. Đấy, anh em là mua biệt thự đấy, liên lạc. Đấy. Chả biết phân phối chính thức không nhưng mà thôi cứ liên lạc đi. À. Mình không có quảng cáo. Quay lỡ dính vào nên thành quảng cáo luôn nhé. Đấy, đây là dọc con đường Vành Đai. Và chúng ta đi giáp vòng siêu thị luôn nhá. Và bên kia đường sẽ là khu phố đi bộ. Đấy, thì không biết mai mốt nó hình thành cái gì. À, quên, xin lỗi, ở đây nó sẽ có một cái showroom của Toyota. Nhưng mà không biết khi nào xây dựng. Đấy. Viễn cảnh thì rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Anh em là thích viễn cảnh thì cho một like. Anh em nào like hơn nữa thì cho một tim. Đấy, chúng ta sẽ quay lại khu phố đi bộ. Đây, khu phố đi bộ. Đấy, chúng ta đi giáp một vòng khu phố đi bộ. Đấy. Đấy, đi nghiêm túc là đi qua cái vạch này. Đấy, rất là nghiêm túc. À, đây là các anh thợ là vẫn làm. Đấy, chủ nhật không được nghỉ mà vẫn làm này. Đấy. Anh cho một chàng pháo tay cảm ơn này. Đấy. À, xa xa này chúng ta có thể thấy cái nhà máy kia, nhà máy cám nhé, rất xa xa. Đó, khu đấy là hồi xưa khách sạn cũ Rosana ở gần gần đấy ạ.
cũng chớp mắt là cũng khá nhanh. 23 thế giờ cũng gần 10 năm, 9 năm ở đây rồi. À, và đây chúng ta sẽ đi về lại khu đi bộ và chúng ta kết thúc video thôi nhé. Đấy. Những quang cảnh này chắc chắn anh em chỉ gặp một lần duy nhất tại thời điểm hiện tại, vì sau khi mà khu này hình thành thì chắc chắn không còn những cảnh như thế này nữa. À, vì có thể nó sẽ đẹp hơn hoặc là nhiều nhà hơn, không biết được. À, nhưng những khung cảnh hiện tại nó là kỷ niệm và là duy nhất. Đấy. Và chúng ta sẽ sắp sửa đi về cái gọi là Eco Lake Walks, cái phố đi bộ đúng không ạ? Sẽ phải trong vòng một tháng nữa mà anh em xuống đây để đi bộ thưởng thức khu phố đi bộ nhé. Còn anh em nào đi bộ cùng thì mời ly nước với lại ngồi lại tại đây. À, chúng ta thưởng thức khu phố đi bộ của Eco Lake. Không biết nó giống khu phố đi bộ của Lê Lợi, Nguyễn Huệ ở trên Sài Gòn không, nhưng mà nói chung cũng là một khu phố đi bộ. Đấy. Chúng ta sắp sửa tiến lên gần, tiến gần hơn nữa. Đạp đúng một vòng. Chúng ta đi bộ đúng một vòng. Đấy. Cảm nhận sự đông đúc chưa? À. Đây chắc cũng có khu vui chơi nho nhỏ. À, thấy ba con gò xanh xanh chưa ạ? Thấy Eco Lake màu cam chưa ạ? À. Quá. Giống như vợ mình đi đâu. Đây, đấy. Khu phố đi bộ đây. Đấy. Và kết thúc video. Đấy. Cảm ơn mọi người tham khảo, tham quan và muốn đầu tư Eco Lake có thể xem sơ. Còn liên hệ kỹ hơn cứ liên lạc Eco Lake, văn phòng Eco Lake sẽ được tư vấn rõ nhất và kỹ nhất, tuyệt vời nhất. Hoặc là có thể liên kết với các anh em môi giới hay cái gì đấy, đúng không ạ? Sẽ tư vấn cho mọi người những thông tin tốt hơn ở bên ngoài như thế nào đó. Nhưng mà quyền quyết định này vẫn là quý vị nhé. Đây chỉ là một video quay khung cảnh thực tế trực tiếp, và đây là Eco Lake Walk. Cảm ơn và xin kết thúc video tại đây ạ.